Bao giờ con mình mới hành động? Con sẽ biết khi nào tới giờ của nó. Làm sao con biết được? Giuse, anh đừng nói thế. Hai ngày trước, cha và con đã thấy một nông dân bị tống ra khỏi nhà, mất tất cả những gì ông ấy đã kiếm được. Mình không đến nỗi phải mất mọi thứ đâu. Chúa sẽ cung cấp cho mình, cho cả ông ấy nữa. Mẹ ơi, con biết cha trên trời muốn gì. Con biết cha muốn con phải, cha muốn con phải nghe theo tiếng nói của con tim mình. Đi lên nhà đi con. Giuse, lại Maria Giêsu lại đây. Cha ơi, cha có sao không? Cha bị sao vậy? Giêsu, vâng con đây, có gì vậy? Cha yêu con chẳng khác gì con là con của cha vậy. Chẳng khác gì. Ôi Giuse, lạy cha, con thấy nặng nề quá. Bây giờ là lúc con cần hơn bao giờ hết thì cha lại cất người đi khỏi con. Cha muốn con lên đường, nhưng cha lại để con đi một mình. Sao cha lại buộc con phải làm thế? Một mình ư? Con chưa hề sống không có người. Cha có thể để người lại cho con. Cha có thể làm thế. Xin đưa người lại cho con. Bây giờ. Xin đưa người lại cho con cần người. Con không thể đi con đường này một mình. Xin cho người trỗi dậy ngay trong vòng tay con. Xin để thánh ý cha là như thế. Con không thể làm nổi một mình. Xin hãy cho người trỗi dậy. Xin cho người trỗi dậy. Tất cả hệ tại đôi bàn tay. Tay con không khéo léo bằng tay cha. Giêsu, cha Giuse yêu con. Con đã làm cha thất vọng. Còn cha Giuse lại nghĩ đã làm con thất vọng. Sao hả mẹ? Bởi Giuse biết con có một người cha ở trên trời. Giuse là cha của con. Ba mươi mốt năm trước, mẹ đã báo cho cha Giuse một tin đã làm cha con tan nát cõi lòng. Một thiên thần à?
Một, thiên thần à? Tôi là người sùng đạo Maria, em đừng phạm thượng. Đấy là sự thật, Giuse. Tại sao trên trái đất rộng lớn này, giữa bao phụ nữ trên trần thế này, Thiên Chúa lại chọn em trong cái làng bé nhỏ này? Chỉ là một thiên thần. Chỉ là một thiên thần. Mẹ nghĩ rằng cha Giuse tưởng mẹ điên. Cha không nghĩ mẹ điên đâu. Cha cứ kể chuyện đó cho con nghe hoài. Cha lại nghĩ mình điên khi có thiên thần hiện ra với cha trong giấc mơ. Thật, cha đã hết lòng yêu mẹ. Và cha đã yêu con. Chẳng khác gì con là con đẻ của cha vậy. Con là con của cha mà. Giờ đã tới lúc con phải lên đường đi tìm câu trả lời con cần. Con bỏ mẹ lại một mình à? Đấy là điều cha trên trời đòi con phải làm. Con đã làm cho mẹ được vui sướng xiết bao. Chúng tôi có nghe tin buồn, Chúa Giuse. Chuyến đi ra sao? Kéo dài nhiều ngày. Chúng tôi rất tiếc. Vâng, cảm ơn chị Martha. Tôi muốn gặp riêng cô Maria một chút có được không? Chắc chắn rồi. Ta đi thôi em. Cô Maria, anh Jesus, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô thấy đó khi cha tôi mất, cuộc đời cũ của tôi kể như kết thúc. Đã tới lúc tôi phải tìm ra con đường của mình. Con đường của anh ở đâu? Tôi không thể cùng sống với cô. Em đã làm gì? Cuộc sống của tôi không phải là của riêng tôi. Em đã làm gì để anh quay lưng lại với em, không phải tại cô? Anh thương một cô gái khác à? Không. Không. Tôi không phải người như cô nghĩ đâu. Em biết anh là ai. Em biết anh thương em như em thương anh. Maria, nghe tôi đi. Cô phải sống cuộc đời của cô. Không có. Không có tôi. Anh Jesus, dầu thế nào đi nữa, cầu chúc anh lên đường bình an.